là những gương mặt tiêu biểu nhất đại diện cho lớp thanh niên năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết, với khát khao được cống hiến một phần sức lực của mình vì sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Vào 10 giờ ngày thứ Bảy 31 tháng 3, VTV1 sẽ truyền hình trực tiếp cuộc giao lưu với những thanh niên ưu tú này. Ngày 14 giờ ngày 31 tháng 3, VTV1 sẽ truyền hình trực tiếp phiên thảo luận về việc thực hiện luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Quý vị quan tâm hãy đón xem trên sóng VTV1 vào 14 giờ ngày thứ Bảy. Mảnh đất miền Tây của tỉnh Nghệ An từ bao đời nay mang trong mình những nhọc nhằn của cuộc sống. Và cho đến hôm nay, khó khăn vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính phủ đã có đề án phát triển kinh tế xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2010. Đây có thể coi là cơ sở quan trọng để tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều giải pháp xóa đói giảm nghèo cho khu vực này. Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm, nhưng hiện nay ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, hàng ngày mìn vẫn rình rập mạng sống của nhiều người. Chương trình Người Xây Tổ Ấm tuần này mang một thông điệp tới các bậc cha mẹ. Hãy từ bỏ nghề nguy hiểm là giả phá bom mìn. Hãy bảo vệ chính mình, con cái mình, gia đình mình khỏi tai nạn bom mìn. Chương trình phát sóng vào 22 giờ 15 phút ngày thứ Ba, 27 tháng 3. Cũng với đề tài này, chương trình Gia đình và Trẻ Em ngày thứ Sáu mang tên Những Tiếng Nổ Khi Cuộc Chiến Đã Lùi Xa. Chương trình đề cập đến việc Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn ngày 4 tháng 4 hàng năm là ngày quốc tế nâng cao nhận thức về bom mìn và tháo gỡ bom mìn. Sự kiện này có ý nghĩa thế nào khi ở Việt Nam, hàng năm cả nước đã xảy ra hàng trăm vụ tai nạn bom mìn và vật nổ? Giống như những chương trình trước, các đội chơi của Làm Giàu Không Khó sẽ cùng nghiên cứu cách làm giàu của hai doanh nghiệp và đưa ra những yếu tố thành công, kế sách làm giàu và giải pháp xoay chuyển tình thế của mỗi doanh nghiệp. Đường tới thành công số 19, 19:55 thứ Tư, 28 tháng 3. Tốc độ đô thị hóa những năm gần đây rất nhanh, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của ngành vật liệu xây dựng. Nhu cầu thẩm mỹ, tiện dụng, hiệu quả cho mỗi loại sản phẩm của người tiêu dùng đặt ra ngày càng cao. Để đáp ứng được nhu cầu đó, khoa học công nghệ đã đóng góp được những gì? Những sản phẩm vật liệu xây dựng được làm ra từ công nghệ nội liệu có thể cạnh tranh với những sản phẩm ngoại nhập? Chương trình Công nghệ Đời Sống 17:55 ngày 31 tháng 3.